10 tuổi này, cứ xây nhà năm 2022, sẽ được lộc trời ban, tiền tiêu ba đời không hết. Xin mến chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xây nhà là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Vì vậy, khi quyết định làm nhà, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đảm bảo mọi việc được cát lành, may mắn. Vậy, trong năm 2022 Nhâm Dần, tuổi nào xây nhà được lộc trời cho, tuổi nào xây nhà bị phạm vào đại kỵ? Trong 24 sơn hướng thì hướng nào xây được, hướng nào không xây được? Và việc chọn lựa năm tháng ngày giờ động thổ khởi công thế nào cho đúng? Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng với Phong thủy Gia Cát cùng phân tích. Đầu tiên ta xét về tuổi. Để việc động thổ được hanh thông thuận lợi thì việc chọn lựa tuổi động thổ làm nhà là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Từ xưa đến nay, dân gian ta ghi khắc đến động thổ xây nhà đều kỵ các tuổi phạm kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Những tuổi năm 2022 xây nhà cực đẹp bao gồm những tuổi sau. Những người sinh năm 1953, tuổi Quý Tỵ, năm 2022 70 tuổi, sinh năm 1955 Ất Mùi 68 tuổi, sinh năm 1962 Nhâm Dần 61 tuổi, sinh năm 1965 Ất Tỵ 58 tuổi, sinh năm 1971 Tân Hợi 52 tuổi, sinh năm 1974 Giáp Dần 49 tuổi, sinh năm 1983 Quý Hợi 40 tuổi, sinh năm 1980 Kỷ Tỵ 34 tuổi, sinh năm 1998 Mậu Dần 25 tuổi và cuối cùng là những người sinh năm 2001 Tân Tỵ 22 tuổi. Nếu quý vị may mắn ở những tuổi này thì việc xây nhà càng trở nên đại cát đại lợi, cứ xây xong là được lộc trời cho. Còn những tuổi khác thì sao? Có những tuổi cực kỳ xui xẻo khi xây nhà. Có những tuổi bán cát bán hung, liệu có xây nhà được hay không? Trong thời gian này, thầy Gia Cát có thể hỗ trợ tư vấn về việc động thổ làm nhà, cũng như tư vấn bố trí, cách sắp xếp phong thủy cho căn nhà của bạn, giúp chiêu tài lộc, may mắn và bình an hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy nhờ tư vấn. Khi nhận được sự phản hồi của quý vị, đội ngũ trợ lý sẽ xếp lịch cho quý vị trực tiếp gặp thầy để được tư vấn cũng như giải đáp mọi thắc mắc về việc xây nhà của quý vị, giúp quý vị làm đúng và hoàn toàn yên tâm khi xây nhà, được lộc trời cho suốt đời giàu có bình yên. Thưa quý vị, sau khi chọn được tuổi động thổ, ta bắt đầu xét tới hướng đất có xây được hay không. Và vì sao lại phải xét hướng đất? Mỗi một năm mỗi khác, do sự vận hành của các thiên tinh đến từng vị trí mỗi năm mỗi khác nhau, gây nên phúc họa cho cục đất theo từng hướng, từng vị trí cũng khác nhau. Vậy nên sau việc chọn tuổi, việc chọn đất để xây là điều hết sức cấp bách. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những nhà hướng nào được xây đại cát, những nhà hướng nào cấm kỵ xây? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát ngay sau đây. Khi xét đến đất, do sự vận hành của các thiên tinh ảnh hưởng trực tiếp đến cục đất của chúng ta, để cho việc động thổ xây nhà được hanh thông thuận lợi, từ xa xưa tới nay, các thầy phong thủy vẫn thường kiêng kỵ những đại sát tinh sau. Ngũ hoàng đại sát, nhị hắc bệnh phù, thái tuế sát, tuế phá, tam sát, mậu kỷ đô thiên sát, mộ long biến vận. Đây là những sát tinh lớn, nghi tĩnh không nghi động. Vì thế, khi thế đất của quý vị bị phạm vào những đại sát này thì kiêng kỵ không nên tu tạo, sửa chữa hay động thổ xây mới. Để xét hướng đất có xây được hay không, điều đầu tiên ta xét về khai sơn lập hướng trong năm 2022 Nhâm Dần. 1. Khai sơn lập hướng. Trong 24 sơn hướng, ta xét cát hung và loại bỏ theo những tiêu chí sau để được lộc phú quý bình an. 1. Thái tuế, khả tọa bất khả hướng. Có nghĩa là nếu làm trong năm 2022 Nhâm Dần thì hướng Đông Bắc phạm vào Thái Tuế. Vậy nên những nhà hướng Đông Bắc tọa Dần, hướng Thân không nên động thổ xây mới hoặc sửa chữa. Do Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái Tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm thì hung họa cũng thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Đông Bắc năm 2022 trong trường hợp bắt buộc phải xây mới, cần phải xem xét thật kỹ, cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín, tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để hóa giải. 2. Tuế phá. Đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu làm năm 2022, năm Nhâm Dần,
thì tất cả các nhà hướng Đông Bắc tọa thân hướng dần cũng kiêng kỵ động thổ xây mới. Vì vậy tất cả những nhà hướng Tây Nam không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Vì vậy trước khi xây cần phải đo đạc kỹ lưỡng cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn năm khác xây mới. Còn rơi vào những độ số khác nhau thì cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy trước khi xây mới hay sửa chữa để được cát lành nhất. 3. Tam sát, khả hướng bất khả tọa. Tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, là chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh nặng. Năm dần, ngọ tuất, sát hướng bắc hợi tí sửu. Năm thân tí thìn, sát hướng nam. Năm hợi mùi máu, sát hướng tây. Năm tỵ dậu sửu, sát hướng đông. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa tây bắc hướng đông nam, tức tọa hợi hướng tỵ, không nên xây mới. Nhà tọa bắc hướng nam, tọa tí hướng ngọ, kiêng kỵ không xây mới. Nhà tọa đông bắc hướng tây nam, tọa sửu hướng mùi, không nên động thổ xây mới. Vậy năm 2022 nhâm dần có 3 hướng bị phạm tam sát, đó chính là tọa hợi hướng tỵ, tọa tí hướng ngọ, tọa sửu hướng mùi. Những nhà bị phạm vào tam sát cần phải hết sức lưu ý, không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp bí bách quá cần phải xây gấp trong năm 2022 nhâm dần thì cần phải được sự tư vấn về biện pháp trấn kích cũng như thiết kế hồ sơ phong thủy để hóa giải khí xấu do tam sát mang lại. 4. Ngũ hoàng sát. Ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh. Ngũ hoàng là đại sát tinh chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn và bại sản. Năm 2022 ngũ hoàng đại sát nhập trung cung, vậy nên năm nay không có hướng nào kiêng ngũ hoàng. Thứ 5. Mậu kỷ đô thiên sát, kỵ tọa nhà. Cách tính mậu kỷ đô thiên sát như sau. Năm giáp tý kỷ tại sơn, thìn tỵ, tối kỵ luôn là tháng thìn, tỵ, tức là vào tháng 3 và tháng 4. Năm ất canh tại sơn dần mão, năm bính tân tại sơn tuất hợi, năm đinh nhâm tại sơn thân dậu, năm mậu quý tại sơn ngọ mùi. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần, hướng đông bắc và những nhà tọa dậu hướng mão, hướng chính đông, không nên xây mới do phạm phải mậu kỷ đô thiên sát. Quý vị cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đồng thổ xây mới. Để chắc ăn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát. Thầy sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị tại văn phòng. Thứ 6. Mộ Long biến vận sát. Phạm mộ Long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm mộ Long không hóa giải được, chỉ có cách đợi tháng nào đó có cát tinh đến thì sửa tạm thời chấp nhận được. Ví dụ, năm 2022 nhâm dần, thái tuế nhâm dần, ngũ hành thuộc kim, còn mộ vận của mộ Long biến vận là mộ của kim cục là tân sửu, ngũ hành thuộc thổ. Mộ của thủy cục và thổ cục tại giáp thìn, ngũ hành thuộc thổ. Mộ của mộc cục và đinh mùi, ngũ hành thuộc thủy. Và mộ của hỏa cục tại canh tuất, ngũ hành thuộc kim. Năm nay thái tuế nhâm dần, ngũ hành thuộc kim, không khắc mộ vận, nên năm 2022 nhâm dần không có sơn nào bị phạm vào mộ Long biến vận. Vậy nên nếu hướng đất của quý vị không bị phạm vào các thế sát ở trên thì quý vị hoàn toàn có thể xây mới được. 7. Sao lực sĩ. Như chúng ta đã biết, lực sĩ vốn là sao hộ thần của sao thái tuế, là hung tinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Vậy nên khi phạm vào lực sĩ, thầy Gia Cát cũng khuyên quý vị không nên động thổ xây mới. Cách tính lực sĩ như sau. Tam hợp cục, hợi tí sửu, lực sĩ tại cấn. Tam hợp cục, dần mão thìn, lực sĩ tại tốn. Tam hợp cục, tỵ ngọ mùi, lực sĩ tại khôn. Tam hợp cực, thân dậu tuất, lực sĩ tại càn. Năm 2022 nhâm dần, kỵ hướng đông nam. Vì vậy, những nhà tọa càn hướng tốn không xây mới hay sửa chữa trong năm 2022, bất kể bạn tuổi gì. Số 8. Không phạm lạc quái. Lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng, cửa nằm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ. Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng lục đục, anh em bất hòa. Văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra. Người ta gọi nhà lạc quái là tiện cục, vì vậy cần phải xem ngày giờ động thổ chính xác, tốt nhất
phải được sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng để biết cách hóa giải. Số 9. Không phạm âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc tâm của cổng, cửa nằm đúng vị trí của bát long sau, bính thìn và kỷ tỵ, kỷ mùi và nhâm thân, nhâm tuất và ất hợi, quý sửu và bính dần. Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này hay bị kiện tụng, miệng tiếng thị phi, khẩu thiệt, tổn nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ bị bôi bẩn, hoen ố. Nhà này gọi là nhà bại cục. Số 10. Nhị hắc bệnh phù. Nếu quý vị có ý định xây sửa nhà cơi nới, ngoài các yếu tố trên, chú ý thêm không được sửa năm nhị hắc đáo hướng. Năm 2022 Nhâm Dần, nhị hắc đáo đến hướng Tây Nam. Vậy nên những nhà tọa Đông Bắc hướng Tây Nam kiêng kỵ sửa chữa hay xây mới. Hai lớn, chọn tuổi động thổ, cất nóc. Để cho việc động thổ cất nóc, nhập trạch được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị cần phải lưu ý 3 điều cấm kỵ sau. Kim lâu, hoàng ốc, tam tài. 1. Cách tính kim lâu. Lấy tuổi mụ, chia cho 9 mà dư 1 là kim lâu thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử, dư 8 là kim lâu lục xúc. 2. Hoàng ốc. Lấy tuổi mụ tính theo bàn tay là hoàng ốc. Vào số 1, 2, 4 là tốt, số khác không được làm nhà. 3. Tam tai. Tuổi thân tí thìn tại dần mão thìn, dần ngọ tuất tại thân dậu tuất, hợi mão mùi tại tỵ ngọ mùi, tỵ dậu sửu tại hợi tí sửu. Nếu tuổi bạn phạm một trong ba yếu tố trên, tuyệt đối không động thổ, cất nóc. Những tuổi đẹp làm nhà trong năm 2022 đã được phong thủy Gia Cát chia sẻ ngay phần đầu video. Quý vị có thể xem lại video để biết thêm chi tiết. Hướng nhà hung 4 năm thể hiện, phong thủy hung 5 năm sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích chi tiết của thầy Gia Cát về việc xây nhà năm 2022 Nhâm Dần. Như quý vị đã biết thì phong thủy là một bộ môn khoa học có từ hàng ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài. Vì vậy, chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây nhà mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân mới chạy. Nếu quý vị có ý định làm nhà, hãy chuẩn bị ít nhất từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là từ 1 đến 5 năm, để chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì, mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm có được hướng bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó sử dụng la bàn, la kinh hay điện thoại tốt để đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ. Rồi cho thầy biết, thầy sẽ đưa cho bạn lời khuyên. Tất nhiên, còn rất nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn được thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ các thầy chuyên gia phong thủy uy tín. Bởi vậy cho nên là quý anh chị đừng ngại ngần, hãy liên hệ với các thầy của phong thủy Lộc Tài để được tư vấn chi tiết cụ thể. Còn bây giờ, quý vị hãy đăng ký kênh và sau đó nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận những kiến thức phong thủy bổ ích ứng dụng trực tiếp vào đời sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!